xin kính chào các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Pi Network. Nội dung hôm nay chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Nhưng trước tiên, người giáo lập kênh xin quý vị một lượt đăng ký kênh để ủng hộ và đón xem video tiếp theo. Thông tin hôm nay, mình sẽ cập nhật các tin tức về blockchain được phát triển bởi tập đoàn FPT trình diễn hệ sinh thái sản phẩm, ứng dụng công nghệ blockchain. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về blockchain là gì. Blockchain chuỗi khối là một trong những xu hướng công nghệ đột phá có khả năng ứng dụng rộng rãi ở nhiều ngành nghề lĩnh vực nhưng khái niệm này thì lại còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Mà để có thể đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với công chúng và khai sáng những ứng dụng của blockchain trong việc phát triển kinh tế của Việt Nam, ngày 11 tháng 4 tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm về công nghệ blockchain với sự góp mặt của diễn giả chuyên gia kiều bào Canada Kim Bồ Ngô. Sự kiện do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam tại nước ngoài thực hiện hiểu nôm na, chuỗi khối blockchain là cách lưu trữ thông tin với hai ưu điểm nổi bật, không thể bị làm giả và giảm thiểu rủi ro nhờ được quản lý phi tập trung, tức là không chỉ có một trung tâm lưu trữ. Hơn thế nữa, blockchain còn giúp cắt giảm tối đa các khâu trung gian trong mọi giao dịch. Tất cả ngân hàng này cũng đang chạy đua trong quá trình này và cũng kết hợp với rất nhiều các công ty fintech tìm cái cách thức để mình có thể đưa công nghệ blockchain vào các sản phẩm dịch vụ hiện nay. Trên đây chỉ là ví dụ điển hình trong lĩnh vực ngân hàng mà ứng dụng blockchain mang lại tại Việt Nam hiện nay. Trên thực tế, ứng dụng này còn hứa hẹn rất nhiều tiềm năng trong đa lĩnh vực. Việt Nam có thể nhìn vào bất kỳ lĩnh vực nào đòi hỏi nguồn dữ liệu để ứng dụng blockchain. Chúng ta cần áp dụng thế mạnh này vào các lĩnh vực cần công nghệ blockchain như kiểm dịch thực phẩm, quản lý dữ liệu cá nhân, kế toán, ngân hàng. Điều quan trọng là làm thế nào để kết nối kỹ thuật và cơ hội trong các lĩnh vực ngành nghề tại Việt Nam. Việt Nam hiện chưa công nhận tiền điện tử và cũng chưa có chính sách liên quan đến các nền tảng công nghệ tài chính mới. Tại tọa đàm, các chuyên gia cũng đã đưa ra đề xuất để tháo gỡ nút thắt trong hành lang pháp lý cho công nghệ blockchain. Thì nhà nước có thể tham gia bằng bằng cái cách là tạo ra cái quy trình chuẩn. Ai mà muốn làm dự án về blockchain mà muốn kêu gọi vốn thì vào quy trình uh, có giống như là bốn bốn bước. À, ở cộng đồng voting xong sau đó nhà nước kiểm duyệt lại, xong sau đó từng cái bước của dự án thì nhà nước sẽ kiểm soát à, à, có đúng tiến độ hay không. Rồi sau đó những cái nhà đầu tư kia họ sẽ có một cái cái hợp đồng thông minh để họ à, đầu tư tiền cho đúng cái dự án mà dự án nó chạy thiệt. Thì ở bốn cái bước như vậy thì rất là dễ để control. Tọa đàm không chỉ tạo ra sân chơi kết nối, truyền cảm hứng về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, mà còn góp phần thu hút chất xám kiểu bào hướng về quê hương. Chúng tôi cũng muốn là các bạn ấy sẽ có nhiều những cái thông tin hữu ích để phục vụ cho các cái cơ quan chính phủ tham khảo và phục vụ cho cái quá trình xây dựng chính sách của chúng ta trong cái những cái lĩnh vực rất là mới, ví dụ như blockchain chẳng hạn. Theo khảo sát mới công bố của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trong vòng 7 năm tới sẽ có đến 10% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu được lưu trữ nhờ công nghệ blockchain. Bởi vậy blockchain cũng là xu hướng bắt buộc để Việt Nam hòa nhập cùng dòng chảy này nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Tại hội nghị thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022, nhiều chủ đề hấp dẫn và các sản phẩm ứng dụng công nghệ chuỗi khối đã được các thương hiệu Việt giới thiệu đến khách tham dự. Trong khuôn khổ hội nghị, ông Trương Gia Bình, chủ tịch Hội đồng sáng lập Vinasa Chủ tịch tập đoàn FPT có phần chia sẻ về định vị tư duy tiếp cận blockchain trong chuyển đổi số. Theo ông Trương Gia Bình, metaverse và blockchain có tầm quan trọng như nhau đối với sự tồn tại của con người. Ông Trương Gia Bình phát biểu: "Cùng nhìn lại một điểm chung, chúng ta là con người với mong muốn cơ bản là được nhìn thấy thế giới theo cách khác. Không ai muốn nhìn mãi những điều cũ kỹ mà muốn tưởng tượng thế giới mới. Không ai muốn giới hạn trong những điều đã biết hay bị ngăn cách vì khoảng cách địa lý. Chính vì điều căn bản đó" tôi khẳng định Metaverse là thế giới mới. Đó là lý do các doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới đầu tư vào Metaverse để kiến tạo thế giới mới. Trong thế giới ấy, chúng ta có tài sản số, định danh số. Đó là lý do cần có blockchain để xây dựng một thế giới mới. Theo ông Trương Gia Bình, thế giới đang thay đổi rất nhanh. 20 năm trước đây, Vinasa thành lập từ con số 0 với ước vọng ghi danh Việt Nam trên bản đồ số thế giới. Hôm nay, Việt Nam đã có được vị thế vững chãi trên bản đồ công nghiệp phần mềm thế giới. Tương lai, những chuyên gia công nghệ sẽ tiếp tục tiên phong chinh phục công nghệ mới, sáng tạo thế giới mới. Chia sẻ về chiến lược công nghệ của tập đoàn FPT, lãnh đạo FPT cho biết FPT bắt đầu phát triển công nghệ mới như AI, Blockchain, Cloud, Data, vân vân từ rất sớm, ưa mầm những chuyên gia giỏi trong lĩnh vực Blockchain. Thế giới mới có rất nhiều cơ hội và không bị giới hạn bởi bất kỳ rào cản nào. Ông Trương Gia Bình còn khẳng định, với vai trò là người phát triển công nghệ phần mềm 20 năm qua, Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ sáng tạo công nghệ, tích hợp metaverse vào thế giới thật. Blockchain với những ưu điểm vượt trội sẽ tạo điều kiện thuận lợi khi phát triển vũ trụ mới. Web 3.0 đảm bảo an ninh trên không gian mạng tốt hơn. Trong tọa đàm, tối ưu hóa sức mạnh của blockchain trong doanh nghiệp, giám đốc công nghệ FPT, ông Vũ Anh Tú cho rằng, Web 3.0 ra đời đã thay đổi thế giới công nghệ. Web 3.0 từ sự phát triển tự nhiên của các công cụ web thế hệ cũ, kết hợp với các công nghệ tiên tiến như AI và blockchain Nhìn vào thực tế, ông Vũ Anh Tú đưa ra ví dụ đơn giản, người dùng không cần tự đến ngân hàng để chuyển khoản như vài năm trước đây nữa nhờ web 3.0. Nhớ lại ngày đầu Internet ra mắt, mọi người hào hứng tải nhạc, sử dụng các ứng dụng giải trí phiên bản đơn giản. Sự khởi đầu của Internet tạo ra ngỡ ngàng cho thế hệ lớn tuổi. Xong, web 2.0 với những rủi ro liên quan đến an ninh, an toàn thông tin khiến người dùng lo ngại môi trường Internet. Tuy nhiên, khi web 3.0 ra đời sẽ đảm bảo an ninh trên không gian mạng tốt hơn, cho các cá nhân để truyền tải thông tin nhanh hơn, an toàn hơn trong thế giới số. Ông Vũ Anh Tú cho biết, hiện nay, chúng ta thấy giá trị vượt trội của web 3.0 và có thêm metaverse, thế giới công nghệ số tích hợp vào thế giới thực tại của chúng ta. Trong đó, web 3.0 mang đến nhiều khác biệt, trải nghiệm tốt đẹp cho tất cả mọi người. Con người với trí tưởng tượng vượt qua những gì có thể làm được sẽ xây dựng thế giới hoàn toàn mới có nhiều cơ hội, nhiều điều chúng ta không biết. FPT chủ động tham gia kiến tạo thế giới mới ấy, thông qua việc tích hợp những công nghệ tiên tiến như AI, Blockchain, Cloud và Big Data vào phát triển hàng loạt sản phẩm. Dịch vụ công nghệ với những ứng dụng trong giáo dục Edunet, thương mại, AKN hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và tài chính, giải pháp tín dụng thư Echet Việt Nam. FPT hiện có nền tảng AKN ứng dụng công nghệ Blockchain với những tính năng hữu ích như chấm điểm tín dụng, truy xuất nguồn gốc, vân vân. Theo ông Tú, FPT tự hào khi có tâm thế cởi mở khi chuyển đổi, cải tiến. Trong đó, Web 3.0 và Blockchain được ứng dụng vào hệ sinh thái Made by FPT để phát triển những sản phẩm, giải pháp, nền tảng có tính mở, tin cậy và linh hoạt, bảo mật, có tính ứng dụng cao trong mọi lĩnh vực, mang lại giá trị bền vững cho các khách hàng trên toàn cầu. Tại Việt Nam Blockchain Summit 2022, FPT giới thiệu gian hàng với các sản phẩm tiêu biểu như nền tảng dạy và học theo phương pháp kiến tạo xã hội, EduNX giải pháp thanh toán bằng thư tín dụng chứng từ ngân hàng. Trong đó, eChex Việt Nam là nền tảng blockchain về thư tín dụng, letter of credit, viết tắt là LC nội địa đầu tiên tại Việt Nam do FPT công ty thành viên tập đoàn FPT, cùng hai ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam nghiên cứu. eChex Việt Nam giúp kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp trên nền tảng thống nhất, hỗ trợ xử lý quy trình giao dịch LC nội địa, chia sẻ thông tin dữ liệu theo thời gian thực, tiết kiệm không gian lưu trữ và bảo mật cao. Etrus Việt Nam được kỳ vọng tạo đột phá trong quy trình LC nội địa, mở ra cơ hội kết nối toàn diện nền kinh tế số Việt Nam. Với câu hỏi liệu các doanh nghiệp khởi nghiệp chọn Web3, blockchain làm lợi thế liệu có thể cạnh tranh với các ông lớn dày dặn kinh nghiệm lẫn trường vốn trên thị trường. Chuyên gia công nghệ từ FPT cho rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ đón, nhận các sản phẩm, giải pháp ứng dụng chuỗi khối dẫn đầu trên toàn cầu. Ở thị trường này, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đều có cho mình một vai trò riêng và các vai trò đó có thể bù đắp, nâng đỡ lẫn nhau. Ví dụ, một người dùng có thể vừa sử dụng các ứng dụng mạng xã hội truyền thống như Facebook, TikTok, vừa sử dụng mạng xã hội phi tập trung. Mỗi sản phẩm ra đời đều sẵn sàng có hàng triệu người sử dụng ngay tại chính Việt Nam. Với triết lý đề cao tính đổi mới, sáng tạo nhằm phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ thiết thực phục vụ cho mọi khách hàng ở đa quy mô, hoạt động ươm mầm và nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp là một trong những mũi nhọn được chú trọng trong chiến lược phát triển công nghệ của tập đoàn FPT. Chính FPT cũng là một startup và có thể phát triển vượt bậc, trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu chính là nhờ tinh thần khởi nghiệp đã chui rèn con người FPT gần 35 năm qua. Vì thế, tập đoàn FPT luôn chú trọng nuôi dưỡng tinh thần start-up. Để trở thành vườn ươm sáng tạo, FPT đã chi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm với cam kết đầu tư 5% lợi nhuận cho RD, ký hiệu của cụm từ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, khuyến khích sáng tạo và cải tiến nội bộ với các chương trình thường niên như Không ai khiến cũng làm, chia 30% doanh thu cho tác giả thúc đẩy sản phẩm với chính sách của phần ảo khuyến khích nhân viên phát triển sản phẩm xây dựng cộng đồng sáng tạo với các chương trình như Innovation Day, Academy, Hackathon. Từ những ý tưởng sáng tạo đó, tập đoàn FPT đã có những sản phẩm, giải pháp vượt trội như nền tảng FPT AI 200 triệu lượt sử dụng, Akeen sử dụng bởi 55 khách hàng trên toàn thế giới, AkaBot hệ sinh thái giải pháp siêu tự động hóa Hyperautomation phục vụ hơn 3.000 khách hàng tại 20 quốc gia. FPT Play hơn 40 triệu người đăng ký sử dụng